Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mr. Đại. Trong bài học ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn sử dụng một cái app khá là hay và mạnh mẽ. Nó so với những cái app khác, ví dụ như PicsArt thì nó cũng không kém đâu. Đây là một cái app mà mình đánh giá rất là cao trong cái việc mà cái cách giúp các bạn xử lý hình ảnh, cắt ghép hình ảnh và blend hình ảnh, tạo những cái hình ảnh nghệ thuật nó rất là mạnh. Nó gần như là giống như PicsArt hoặc là các dụng cụ khác liên quan đến Photoshop. Tuy nhiên thì đây là một cái công cụ nó ứng dụng trên các thiết bị di động như điện thoại hoặc là máy tính bảng các bạn nhé. Đây là một cái app, đó là Photo Director. Các bạn có thể lên trên các cái cửa hàng như Google Play hoặc là App Store để các bạn tải cái app này về để các bạn trải nghiệm. Đầu tiên khi các bạn tải về thì nó có một cái logo Photo Director như thế này, giống một cái lens ống kính các bạn nhé. Các bạn bấm vào thì nó sẽ khởi động cái chương trình này lên. Ở cái app này thì mình thấy là cái cách mà bố trí cái giao diện của nó rất là thích hợp, rất là hay cho người dùng, rất là gọn gàng và rất là đẹp. Đấy. Thì ở phía trên của cái này thì nó sẽ có cái feature tryout. Thế này nó là giống như là một cái giới thiệu những cái tính năng và những cái mới của cái này, ví dụ như face app này các bạn nhìn thấy chưa đấy, rồi remove này, remove những cái đối tượng này, rồi photo depression này là có thể tạo những cái hiệu ứng chuyển động các bạn nhá, photo animation này, rồi magic brush, cut out, face smoother hoặc là style vân vân, rất nhiều cái hiệu ứng hay và đẹp. Đấy, phía dưới thì có ba cái button chính, thứ nhất là edit, thứ hai camera, thứ ba là collab. Edit là giúp các bạn chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, thao tác trên các hình ảnh của các bạn. Thứ hai là camera là giúp các bạn quay chụp hình. Thứ ba là cái collab giúp các bạn tạo những cái khung ảnh ghép mà lại để upload lên trên các cái trang mạng xã hội, ví dụ như Instagram. Ở phía dưới thì có cái get inspired. Inspire là các cảm hứng các bạn nhá. Ở bên trong đây các bạn có thấy là họ làm rất nhiều cái rất là chất lượng dựa vào cái app này. Đấy, tạo các cái hình expo này vân vân. Đây hoặc là các bạn có thể vào trong cái Instagram này để các bạn thấy được là cái họ làm rất là nhiều cái hình ảnh này. Đấy, nó có thể so sánh với Photoshop đó các bạn nhá. Làm cũng khá là chất lượng và đẹp. Đấy, các bạn có thể vào trong này để các bạn xem. Đấy. Tiếp theo là cái Expo thì nó có các cái giống như trên đây các bạn này, giống như cái filter thì nó giới thiệu về các tính năng của nó, hoặc là các bạn có thể chọn các cái template mẫu để các bạn đưa cái hình ảnh của các bạn vào trong cái template này. Các cái chủ đề như look, sticker, collab, frame, overlay, text, bubble, submark hoặc strand. Ở phía dưới thì có các cái thông tin liên quan đến cái app này, ví dụ như xem các cái bài hướng dẫn trên YouTube này. Hoặc là xem các bài hướng dẫn này, hoặc là Instagram, hoặc cài đặt. Ở trong cài đặt thì các bạn có thể cài đặt các cái liên quan, ví dụ như email quality thì các bạn chọn cái chế độ cài đặt là chất lượng các bạn nhé. Ví dụ như là maximum long size 4000 mấy đây này thì các bạn có thể sử dụng cái này được chưa? Rồi các bạn sẽ quay lại cái giao diện chính các bạn nhé. Trong cái giao diện chính thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái cách edit các cái công cụ. Các bạn bấm vào edit được chưa? Thì trong cái edit nó sẽ sổ ra cho bạn hai cái tab. Cái tab thứ nhất là nó sẽ liên kết đến cái thư viện ảnh của các bạn. Các bạn có thể chọn một trong số các thư viện ảnh trong các bạn xử lý. Còn cái tab thứ hai là cái stock. Stock này nó sẽ liên kết với hai cái trang stock cực kỳ lớn. Đây là cái trang bán hình ảnh Shutterstock. Đây là cái trang web mà bán hình ảnh có trả phí các bạn nhé. Và một cái trang gác khác tức là Unsplash. Cái trang web này nó cho phép các bạn tải hình ảnh về, các bạn sử dụng cái hình ảnh này mà không cần phải trả phí. Đấy, các bạn có thể lên đây để tìm những hình ảnh để các bạn thực hành, hoặc là dùng các cái nguyên liệu để cho cái dự án của các bạn. Các bạn chỉ cần gõ tên thích hợp để đưa ra cái hình ảnh của các bạn. Ví dụ như đây mình sẽ gõ ví dụ như một cái từ khóa nào đấy thì lúc này nó sẽ cho ra kết quả cho các bạn. Ví dụ mình gõ people đúng không? Mình ok, mình tìm kiếm thì các bạn thấy là nó sẽ tìm kiếm tất cả những hình ảnh liên quan đến people. Và bây giờ mình sẽ tìm một cái hình ảnh để mình sẽ xử lý cắt ghép cho các bạn thấy. Đây mình kéo để tìm một cái hình ảnh thích hợp các bạn nhé, để mình cắt cho các bạn thấy. Cái công cụ này nó cắt tách nền cũng khá là hay, rất là chính xác và tuyệt vời. Các bạn có thể thử cái này. Và nó còn rất là nhiều tính năng khác các bạn có thể thử. Mình sẽ tìm một cái hình ảnh nào cho nó đẹp đẹp để mình hướng dẫn các bạn nhé. Hình ảnh nó cũng đừng đơn giản quá để các bạn thấy được là cái công cụ này nó tách nền khá là hay. Đây, cái thư viện Unsplash này là một cái thư viện hình ảnh miễn phí vô cùng lớn các bạn nhé. Thì các bạn có thể vào trong đây để tải những cái hình ảnh cho mình để thực hành vân vân. Ví dụ như mình chọn cái hình này cho các bạn nhé, mình sẽ chọn cái hình ảnh này để mình thử cho các bạn thấy. Đây là một cái hình ảnh mà nó có một cái nền không quá phức tạp. Thì lúc này các bạn để tách cái nền này thì các bạn dùng cái công cụ Cut Out, được chưa? Các bạn bấm vào công cụ Cut Out và các bạn chọn cái này này. Thứ nhất là các bạn chọn cái ngón tay và cái mũi dấu cộng, thì lúc này các bạn vẽ lên đây một đường thì nó sẽ tự động nó tìm đến các cái vùng chọn mà liên quan. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là hay, cái này nó khá là hay, mình rất thích cái này. Đó. Cái khu vực nào mà chưa được thì các bạn có thể vẽ thêm, chọn thêm. Đấy. Các bạn có thể zoom lớn lên để cho nó làm việc một cách chính xác hơn đó. Mình chỉ làm hướng dẫn các bạn sơ sơ thôi. Tại vì nếu mà làm kỹ quá cái thời gian nó sẽ lâu các bạn nhé. Cái này thì các bạn có thể làm kỹ hơn mình. Đấy, mình chỉ làm sơ sơ để nó khỏi tốn thời gian. Những cái này thì các bạn có thể zoom lớn lên để các bạn lấy cái vùng chọn làm sao cho nó thích hợp hơn. Đấy, các bạn vẽ. Các bạn cứ vẽ thoải mái đúng không ạ? Vẽ thoải mái, khi mà nó bị lem thì các bạn chọn cái dấu trừ các bạn xóa đi thôi. Đấy, ví dụ như bị lem như này đúng không? Các bạn bấm vào đây để xóa cái khu vực ấy đi, nó bị lem đi. Được rồi, ví dụ như bây giờ mình đã có một vùng chọn như thế này đúng không ạ? Đấy. Đấy, cái này nó sẽ tự động lấy các bạn nhé, vùng chọn. Rồi, vùng chọn lúc này các bạn bấm vào cái chữ Cut này, nó sẽ cắt cái nền cho các bạn thôi đúng không? Và các bạn cho một cái lớp background ở phía dưới. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó tách nền cũng khá là ok đúng không? Tách nền khá là ok các bạn nhé. Đây là cái công cụ mà nó tách nền các bạn này. Đấy, đây là công cụ mình thấy là khá là mạnh. Ngoài ra thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chỉnh sửa ảnh. Mình sẽ tìm một cái hình ảnh để mình đưa vào để chỉnh sửa cho các bạn thấy. Đấy, rồi mình sẽ quay lại, mình ra ngoài cái thư viện các bạn nhé. Mình ra ngoài thư viện, mình lấy cái hình ảnh của mình. Camera, ok. Ví dụ mình lấy cái hình ảnh này các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các công cụ. Đầu tiên là các bạn vào trong tool này. Thì trong tool thì nó có những công cụ gì? Thứ nhất là cái crop style. Thì cái này sẽ giúp các bạn xoay một góc 90 độ cái hình ảnh của các bạn theo chiều kim đồng hồ, hoặc là các bạn lật cái hình ảnh sang trái sang phải, lật cái hình ảnh lên trên xuống dưới, hoặc là các bạn có thể giữ cái hình ảnh gốc, cái tỷ lệ gốc, hoặc các bạn có thể cắt theo một cái tỷ lệ mà các bạn muốn. Đây là cái xoay, nó chỉ xoay một góc 45 độ thôi các bạn nhé. Thì khi các bạn xoay một góc 45 độ là để làm gì ạ? Tức là cái hình ảnh của các bạn khi các bạn cầm điện thoại chụp bị nghiêng thì các bạn có thể sử dụng công cụ này để các bạn xoay một góc nào đấy để chỉnh lại cái độ nghiêng. Ví dụ như các bạn chụp ảnh bị nghiêng như thế này, các bạn nhìn thấy chưa? Nó hơi nghiêng như thế này thì cảm thấy khó chịu đúng không? Các bạn phải kéo như thế nào làm sao để cho cân bằng lại cái hình ảnh của các bạn. Thì lúc này thì cái hình ảnh của bạn đã cân bằng. Khi các bạn kéo sang bên phải thì nó có rất nhiều cái tỷ lệ giúp các bạn cắt hình ảnh này để các bạn upload hoặc là sử dụng cho mục đích khác nhau. Ví dụ như cái tỷ lệ 11 là giúp các bạn đăng lên Instagram này, tỷ lệ 16:9 là giúp các bạn làm các hình ảnh cho các cái định dạng Full HD, trên TV hoặc là máy tính, hoặc là các bạn sử dụng cái tỷ lệ 9:16 để các bạn upload lên trên các trang mạng xã hội như TikTok, hoặc là làm cái video TikTok, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái tỷ lệ này để các bạn upload lên cái history của Instagram hoặc là history của Facebook, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây mình sẽ giữ nguyên cái tỷ lệ gốc các bạn nhé, mình không cắt gì hết. Tiếp theo là các bạn xem đây là có cái fit eye. Cái fit eye này nó sẽ giúp các bạn tạo cái mắt cá lồi như cái điểm mà vùng chọn mà các bạn chọn, được chưa? Ví dụ như bây giờ các bạn tạo một cái hình ảnh comic hài hước thì các bạn có thể dùng công cụ này để các bạn chọn. Các bạn di chuyển cái điểm này để các bạn tạo cái hiệu ứng mắt cá lồi trên cái đối tượng của các bạn. Cái hiệu ứng này nâng ngực khá là hay các bạn nhé. Vì thế nên các bạn có thể chọn cái hiệu ứng này để nâng một phần ngực lên nếu như cái ngực nó bé, đúng không? Rồi đây là cái công cụ Fit Eye, công cụ là Perspective. Công cụ này nó sẽ giúp các bạn tạo cái phối cảnh, tạo một cái phối cảnh khác theo cái chiều ngang hoặc chiều dọc. Ví dụ đây là tạo cái phối cảnh theo cái chiều dọc các bạn nhé. Nó sẽ thay cảnh theo cái chiều như thế này, dựng đứng hoặc là nhìn từ trên xuống dưới hoặc là nhìn từ dưới lên trên. Các bạn nhìn thấy chưa? Để tạo cái sự khác lạ cho cái hình ảnh của các bạn. Ví dụ như các bạn muốn để cái hình ảnh này nằm xuống thì các bạn kéo như thế này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Nhìn từ trên xuống dưới hoặc nhìn dưới lên trên. Cái này thì nhìn trên xuống dưới, cái này nhìn từ dưới lên trên, các bạn nhìn thấy chưa? Thì các bạn có thể dùng công cụ này, hoặc là các bạn có thể dùng cái công cụ mà horizon để các bạn scale theo chiều ngang. Đấy. Thay đổi cái phối cảnh các bạn nhé. Tiếp tục là cái công cụ remove. Thì công cụ remove này nó sẽ giúp các bạn xóa này, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ xóa cái khu vực mà các bạn chọn mẫu, giống như công cụ clone stamp trong cái Photoshop, hoặc là các công cụ clone trong cái PicsArt, hoặc các công cụ khác các bạn nhé. Các bạn có thể dùng công cụ này các bạn xóa mụn hoặc là xóa những cái vật dư thừa trong cái bức ảnh của các bạn rất là nhiều. Các bạn có thể xóa cái này, nó không làm việc luôn các bạn nhé. Và khi các bạn chọn vùng xong thì các bạn bấm vào cái nút apply thì nó mới thực hiện cái lệnh đó cho bạn. Còn những công cụ khác trong các cái app khác thì nó lại làm việc theo một cái cách là khi các bạn chấm vào tự động nó sẽ remove cho các bạn. Mỗi công cụ thì nó lại làm cái cách làm việc của nó lại khác nhau các bạn nhé. Không có công cụ nào giống công cụ nào. Ví dụ các bạn sau khi các bạn chọn xong hết rồi, đúng không? Thì các bạn remove một lần thì nó sẽ xóa hết cho các bạn. Ví dụ như bây giờ mình chọn apply thì nó sẽ xóa đi cho mình, được chưa? Tùy vào cái vùng chọn của bạn ít hay nhiều, tùy vào cái cấu hình của bạn mạnh hay là yếu thì cái object remove này nó sẽ làm việc nhanh hay chậm các bạn nhé. Đấy, nó xóa khá là ok, đúng không? Sạch sẽ. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy đây, nó xóa. Các bạn có thể chọn cái công cụ này này để các bạn scale cái brush của các bạn lớn nhỏ tùy thuộc vào cái khu vực làm việc của các bạn. Đấy. Và các bạn chọn dấu trừ này để các bạn lấy lại cái vùng mà các bạn đã xóa. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Các bạn chọn dấu trừ này để các bạn xóa, bỏ bớt được cái vùng mà bạn đã xóa. Ví dụ như bây giờ mình xóa như thế này, đúng không? Mình chọn công cụ dấu cộng này, mình xóa vào cái khuôn mặt như thế này, được chưa? Rồi mình không muốn nói lớn như thế, các bạn chọn dấu trừ, các bạn xóa bớt đi, được chưa? Xóa bớt chỉ để lại cái chấm liên quan đến dấu cộng nữa thôi. Thì các bạn bấm apply để nó xóa cái khu vực mà các bạn muốn. Đây là cái việc mà xóa đi sử dụng cái công cụ remove các bạn nhé. Tiếp theo là công cụ clone. Công cụ clone này thì là một cái công cụ nhân bản các bạn nhé. Nó giúp các bạn nhân bản từ cái vùng này sang vùng khác. Ví dụ bây giờ mình sẽ bỏ cái này đi. Đấy, mình quay lại cái này để mình nhân bản cái này cho các bạn thấy này. Ví dụ bây giờ mình nhân bản cái nốt ruồi này, mình dùng công cụ clone. Đầu tiên là các bạn vẽ cái công cụ này, vẽ cái đối tượng này, sau đó các bạn clone ra thì nó sẽ nhân bản thêm một cái lớp nữa. Và cái lớp này các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có thể nắm kéo ra cái nơi khác, hoặc là scale cái này ra. Đấy, bây giờ mình sẽ phóng lớn cái này lên, mình làm thử làm cho các bạn thấy. Rồi các bạn bấm clone, được chưa? Lúc này thì nó sẽ có một cái như thế này, các bạn có thể nắm kéo cái này ra. Tức là cái clone là nhân bản này các bạn nhá, nhân bản một cái gì đấy. Cái này nó rất hữu ích cho cái việc mà các bạn nhân bản một số cái đối tượng giống như sticker hoặc là vân vân ra một cái, ví dụ như trên bầu trời của các bạn có một con chim, đúng không? các bạn muốn nhân bản thành nhiều cái con chim khác nhau để nó bay thành một đàn thì các bạn có thể dùng cái công cụ clone này để các bạn xử lý cái ý đồ của các bạn. Đó. Đấy. Mình tắt công cụ này đi. Tiếp theo là công cụ Move các bạn nhé. Công cụ Move là công cụ giúp các bạn di chuyển này. Đấy. Nó sẽ giúp các bạn di chuyển cái khu vực mà các bạn cần di chuyển. Ví dụ như bây giờ nó đơn giản, mình chọn hơi bị lố. Rồi ok. Ví dụ như bây giờ nhé các bạn nhé, mình quay lại. Mình muốn di chuyển một cái điểm nào đấy trong cái khuôn mặt này. Ví dụ như cái mụn mình trong tất cả cái app mà mình hướng dẫn thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cái công cụ thôi các bạn nhé, để cho các bạn nắm vững được công cụ. Khi đấy các bạn nắm vững được công cụ thì các bạn mới làm việc được một cách hiệu quả được. Ví dụ mình di chuyển cái mụn này, hoặc là mình bây giờ nói đơn giản như thế này đi, mình sẽ di chuyển hai cái điểm này đi, di chuyển cái mụn này sang một nơi khác thì các bạn bấm vào Move thì nó sẽ tạo một cái điểm này cho các bạn. Lúc này các bạn di chuyển sang chỗ khác. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có thể di chuyển sang chỗ khác. Cái này nó rất hay. Ví dụ như trong cái việc mà các bạn muốn trang trí một cái tường, đúng không? Trang trí để cô một cái tường thì các bạn có một cái chỗ hoa thôi, thì các bạn có thể dùng cái công cụ này để các bạn thêm một cái chỗ hoa khác vào trong cái background của các bạn, đúng không? Đây là công cụ Move. Vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cái công cụ Tool nhé các bạn nhé. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái công cụ Adjust. Công cụ Adjust này nó sẽ giúp các bạn làm cái việc gì? Bây giờ mình sẽ làm nhanh cái này này. Mình xóa bớt mụn nữa các bạn nhé. Mình dồn công cụ Move này. Đi Move này, mình xóa bớt mụn đi. Mình làm nhanh. Để mình chuyển sang bên kia, mình làm cái hiệu ứng cái Adjust chỉnh màu cho nó nhìn nó đỡ tí các bạn nhé. Nhìn cái mặt mụn nhiều quá thì nó xấu. Cái này cho nhỏ thôi. Ok. Mình chỉ làm cơ bản thôi các bạn nhé, không làm kỹ lắm đâu. Để nhìn cho cái mặt này nó đỡ thì nhìn nó ghê quá. Rồi apply. Để nó xử lý cái vùng da đấy. Cái này nó không giống như cái công cụ khác, ví dụ như PicsArt hoặc những công cụ xóa mụn khác. Thì cái công cụ khác thì các bạn chỉ cần bấm là nó sẽ xóa ngay, còn cái công cụ này thì các bạn bấm apply nó mới xóa. Rồi ok các bạn nhé. Đây sau bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ Adjust. Đây công cụ Adjust. Tất như những cái công cụ như những cái app khác mình đã hướng dẫn với các bạn thì công cụ Adjust này nó cũng giống như công cụ Adjust trong cái app khác thôi. Nó sẽ giúp các bạn chỉnh sáng này, chỉnh màu sắc này, chỉnh độ sắc nét này, chỉnh cái độ mờ đục, chỉnh cái độ vintage của hình ảnh này, vân vân. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng công cụ. Thứ nhất là Expo, nó sẽ giúp các bạn kiểm soát được ánh sáng của tất cả cái hình ảnh trên cái hình ảnh các bạn nha. Khi các bạn kéo sang bên trái thì nó sẽ làm tối cái hình ảnh, khi các bạn kéo sang phải thì nó sẽ làm sáng cái hình ảnh đến mức có thể nhất, được chưa? Và các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ kiểm soát cái hình ảnh bằng việc khi các bạn kéo sang bên trái là nó sẽ tối hình, không phải là sáng hình các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể bấm vào Auto đây, nó tự động kiểm soát cái ánh sáng của cái hình ảnh của các bạn, được chưa? Cái công cụ tiếp theo là Contrast. Contrast này nó sẽ giúp các bạn tạo cái độ tương phản cho cái hình ảnh của các bạn. Khi các bạn kéo sang bên trái thì các bạn hiểu rằng là những cái vùng sáng nhất nó sẽ giảm sáng đi và cái vùng tối nhất nó sẽ giảm tối đi, nó tăng sáng lên. Để giúp cái hình ảnh của các bạn hài hòa hơn. Còn khi các bạn kéo sang bên phải thì các bạn thấy là những cái vùng sáng nó sẽ sáng nhất có thể, maximum luôn, hoặc là cái vùng tối nó sẽ tối nhất có thể, maximum, để nó tạo cái độ tương phản. Khi nó tạo độ tương phản thì nó sẽ tạo cái độ sắc nét và cái hình ảnh của các bạn nó sẽ bị noi, bị cháy hình. Và khi đấy thì các bạn không nên dùng cái contrast này kéo một cách nhiều quá thì nó sẽ hư hình của các bạn, được chưa? Hoặc là các bạn có thể nhìn đây thì các bạn thấy được là ở đây có một cái công cụ nó giúp các bạn kiểm soát được cái vùng mà tương phản của hình ảnh, được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Nó chỉ tạo độ tương phản ở hai bên và nó sẽ chừa đi cái khu vực ở giữa. Đấy, các bạn có thể xem cái này. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có thể kiểm soát được cái khu vực mà tương phản các bạn nhé. Đó. Rồi, ok. Cái công cụ tiếp theo mình mới hướng dẫn với các bạn là cái công cụ highlight. Highlight nó sẽ giúp các bạn kiểm soát được cái vùng sáng các bạn nhé. Nó chỉ thay đổi cái vùng sáng, ví dụ như trên mặt của trên hình ảnh của các bạn, cái vùng nào mà bị sáng nhất thì nó sẽ thay đổi cái vùng sáng. Khi các bạn kéo cái highlight này lên maximum thì nó sẽ sáng rực và nó có gần như là bị cháy cái hình. Hoặc các bạn kéo sang bên trái thì nó giảm sáng cái hình ảnh của các bạn. Các bạn cũng có thể chọn công cụ này để các bạn kiểm soát được cái vùng sáng của các bạn. Dạ. Tiếp theo là công cụ shadow, ngược lại với highlight là shadow nó sẽ kiểm soát những cái vùng tối. Các bạn kéo sang bên trái để tăng cái vùng tối lên và kéo sang bên phải để những cái vùng tối nó sáng lên. Các bạn nhìn thấy như cái chân tóc, cái chỗ cái mái tóc hoặc là những cái khoe mắt hoặc là cái sâu trong miệng hoặc là dưới cằm. Có những khu vực shadow nó tối thì các bạn kéo sang bên phải thì nó sẽ sáng lên, các bạn nhìn thấy chưa? Kéo sang bên phải nó sáng lên cái khu vực đấy. Thì công cụ này nó giúp các bạn kiểm soát được cái vùng tối. Tiếp theo là cái saturation. Thì cái saturation này nó sẽ giúp các bạn cân bằng và tạo cái độ bão hòa màu cho cái hình ảnh của các bạn. Khi các bạn kéo sang bên trái thì cái hình ảnh nó gần như trở về trắng đen các bạn nhé. Nó không có màu, nó bão hòa cái màu. Hoặc khi các bạn kéo sang bên phải thì nó tăng cái màu lên, nó cộng thêm màu. Ví dụ như ở đây ra màu vàng rồi thì nó sẽ cần vàng hơn, đúng không? Nó sẽ maximum cái màu này. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có thể zoom lên để các bạn thấy được là cái này. Đấy. Tùy thuộc vào cái hình ảnh của các bạn, cái màu sắc mà cái máy của các bạn chụp nó lên như thế nào và các bạn có thể tăng giảm màu thích hợp với con mắt, cái ý đồ nghệ thuật của các bạn, đúng không ạ? Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái sharpen nét. Cái sharpen nét này nó sẽ giúp các bạn tăng cái độ sắc nét của hình ảnh này, các bạn nhìn thấy chưa? Khi các bạn kéo sang bên trái đó là mặc định, đúng không? Nó là không có sắc nét, nhưng mà khi các bạn kéo sang bên phải này nó sẽ tăng độ sắc nét, tức là nó sẽ tăng các cái điểm mà chi tiết lên. Thì lúc đấy thì cái hình ảnh của các bạn nó sắc nét đồng nghĩa với cái việc là cái hình nó bị noi, thì cái hình nó là không được đẹp. Đối với những cái hình mà liên quan đến chân dung thì các bạn không nên kéo cái sharpen nét này maximum và chỉ để một cái mức độ nào đấy thôi, rất là bé để nó tăng độ sắc nét nhưng đồng thời nó vẫn giữ được cái độ mịn màng của da. Còn ví dụ như các bạn chụp ảnh phong cảnh thì các bạn có thể dùng cái này để các bạn tăng cái độ nét cho cái hình ảnh của các bạn, nó khá là hay. Tiếp theo là cái tempo raised. Cái này nó giúp các bạn cân bằng sáng lại. Nếu như các bạn chơi nhiếp ảnh hoặc là sử dụng ảnh thì các bạn hiểu được là cái tempo này liên quan đến cân bằng trắng, cân bằng sáng. Thì cái này nó sẽ giúp các bạn điều chỉnh lại cái nhiệt độ màu của hình ảnh của các bạn. Ví dụ như các bạn sử dụng các bạn chụp hình đi du lịch, chụp hình ở trong một cái điều kiện môi trường ánh sáng nó âm u thì các bạn có thể kéo sang bên phải để tăng cái độ ấm áp cho cái hình ảnh của các bạn, được chưa? Tăng màu cam, màu vàng lên. Hoặc khi các bạn chụp ảnh ở như một cái điều kiện môi trường ánh sáng nó nắng gắt như thế này, nó bị ám vàng này, các bạn có thể kéo sang bên trái để giảm cái nhiệt độ màu, chuyển sang cái tông lạnh hơn để cho cái hình ảnh của các bạn nhẹ nhàng hơn. Thì các bạn có thể sử dụng công cụ tempo này để Temperature này để các bạn điều chỉnh cái nhiệt độ màu, cân bằng trắng của các bạn. Hoặc là các bạn có thể dùng cái công cụ hút màu ở đây để các bạn chấm ở một điểm ở đây để các bạn tự cân bằng trắng một cách tự động trên khuôn mặt của các bạn, được chưa? Nó làm việc một cách tự động các bạn nhé. Cái công cụ này khá là hay. Nó cũng giống như cái công cụ trên Adobe Photoshop hoặc Adobe Lightroom Camera Raw. Thì các bạn chỉ cần chấm một điểm nào đấy trên khuôn mặt thì nó đã lấy cái vùng màu đấy cho tất cả cái mặt của các bạn. Ví dụ đây mình chấm vào đây thì nó sẽ lấy tự động, nó lấy cái cân bằng trắng lại cho các bạn một cách tự động, đúng không ạ? Rồi tiếp tục là công cụ tinh này. Thì công cụ tinh này là công cụ làm gì? Nó sẽ giúp các bạn có thể cân chỉnh lại cái màu sắc. Khi các bạn chụp ảnh nó bị ám xanh, ám đỏ, ám vàng, đúng không? Khi các bạn chụp ảnh ở một điều kiện môi trường mà nó bị nóng, cháy vàng, màu xanh như thế này thì các bạn có thể kéo sang bên trái để giảm cái màu này đi, màu đỏ, màu hồng đi. Hoặc khi các bạn sử dụng cái công cụ này, đây các bạn nhìn thấy chưa? Khi bên trái là bị ám xanh, bên phải là bị ám hồng, ám vàng các bạn nhé. Khi cái hình ảnh của các bạn mà chụp mà nó bị ám xanh thì các bạn có thể kéo sang bên phải để tăng cái độ hồng hào lên và giảm cái độ xanh lên. Cái này rất hay khi các bạn chụp ảnh tiệc cưới đấy. Các bạn có thể sử dụng công cụ này để các bạn chỉnh sửa lại những cái ánh đèn sân khấu hoặc là những cái chụp ảnh sự kiện. Các bạn sử dụng công cụ này để các bạn giảm cái tông màu nó bị ám vàng, ám xanh trên cái khuôn mặt của các bạn. Tiếp theo là cái Cursor. Cursor này là một cái công cụ khá là hay và nó chuyên nghiệp, giúp các bạn có thể quản lý được các cái kênh màu, blend màu. Đối với những cái bạn mà làm ảnh thì các bạn quá quen thuộc với cái công cụ này rồi, mình không giới thiệu thêm. Tuy nhiên là đối với những các bạn mà chưa biết thì mình sẽ giới thiệu cái công cụ này. Cái công cụ này là giúp các bạn điều chỉnh cái tông màu bằng 3 cái kênh màu RGB dựa trên cái biểu đồ histogram này. Các bạn nhìn vào trong đây các bạn cũng thấy được là có 3 cái kênh màu chính thôi. Red là màu đỏ này, green là màu xanh này, và blue là màu green là màu xanh lá cây, blue là màu xanh da trời. Thì ở đây nó có một cái kênh tổng hợp RGB là cái kênh mình đang chọn này, các bạn nhìn thấy chưa? Nó bao gồm tất 3 kênh. Thì lúc này các bạn chọn một cái điểm nào trong cái đường cong này để các bạn di chuyển, kéo nâng cái điểm ánh sáng ấy lên. Cái này bắt buộc là các bạn phải hiểu biết chuyên nghiệp về màu sắc và những cái đường cong này trước khi các bạn sử dụng công cụ này. Tại vì khi các bạn sử dụng không quen thì nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh nó bị hỏng. Được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái hình các bạn nhìn thấy chưa? Đó, thay vì cái hình lúc đầu của mình nó tối thì bây giờ các bạn có thể cân chỉnh lại bằng cái kênh màu này. Hoặc ví dụ các bạn có thể cân chỉnh từng kênh màu. Ví dụ các bạn không muốn màu đỏ nhiều thì các bạn kéo cái này bớt xuống, hoặc các bạn tăng cái màu đỏ lên thì các bạn kéo này lên. Cái kênh red thì nó sẽ có 2 cái màu đối xứng với nhau. Nếu như các bạn kéo lên trên thì nó tăng màu đỏ các bạn nhé. Hoặc khi các bạn kéo xuống màu dưới thì nó sẽ tăng cái màu cyan. Đấy, các bạn nhé, tăng màu cyan. Vì thế nên khi những cái thợ nhiếp ảnh họ chuyên nghiệp, họ sẽ dựa vào cái này để họ chỉnh cái màu sắc chỗ cái ảnh theo tông màu chủ đạo của họ muốn. Hoặc cái màu green này, khi các bạn kéo lên trên nó sẽ tăng cái màu green, các bạn nhìn thấy chưa? Hoặc khi các bạn kéo xuống màu dưới, xuống dưới thì nó tăng cái màu magenta các bạn nhé, màu hồng. Đấy. Đấy. Cái này thì nó sẽ giúp các bạn quản lý hình ảnh và bóc tách các cái màu để vào blend màu một cách dễ dàng. Hoặc cái kênh blue thì các bạn kéo lên trên nó tăng cái màu xanh blue. Hoặc khi các bạn kéo xuống dưới thì nó sẽ tăng cái màu vàng lên. Đấy, đây là cái cách mà các cái nhiếp ảnh gia, thợ ảnh họ sử dụng công cụ Cursor này để họ blend cái tông màu của họ. Tiếp theo là cái công cụ HSL. Đối với những cái app chỉnh ảnh hoặc là cái phần mềm liên quan đến hình ảnh thì HSL này cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Nó sẽ giúp các bạn kiểm soát được cái màu sắc của hình ảnh theo từng kênh khác nhau. Và ở đây thì các bạn thấy có 2, 4, 6, 8 kênh, 8 cái màu chính thôi, gần như là chủ đạo cho một cái hình ảnh nào đấy. Tất cả các hình ảnh đều có những cái màu này. Thì đây là những cái màu chính mà mình giới thiệu sơ qua về cách sử dụng của cái công cụ HSL này. HSL là gì? Đó là từ viết tắt của cái HSL là từ viết tắt của các cái từ hue, tức là màu sắc, saturation là độ bão hòa, và lightness là điểm kiểm soát ánh sáng. Hue tức là nó thay đổi cái độ bão hòa của màu các bạn nhé, thay đổi cái màu sắc. Ví dụ các bạn kéo sang bên trái thì nó thay đổi vào dòng màu tím này. Đấy, còn khi các bạn kéo sang bên phải là chuyển sang màu cam. Đấy là từng dòng màu. Cái thứ hai là cái saturation là nó tăng độ đậm nhạt của màu, độ bão hòa của màu các bạn nhé. Thay vì cái công cụ saturation ở bên ngoài đây này, saturation này là cái saturation nó tăng giảm tất cả cái màu trong một hình ảnh các bạn nhé, thì cái saturation bên trong này này các bạn này, cái saturation bên trong này nó sẽ giúp các bạn kiểm soát được từng cái màu khác nhau, không phải riêng gì màu nào các bạn nhé. Ví dụ như màu đỏ này, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi tông màu. Ví dụ cái màu môi các bạn nhìn thấy chưa, bây giờ mình không thích cái màu môi nó màu đỏ nữa, mình chuyển sang cái màu hồng hồng thì mình kéo thay đổi cái màu sang bên trái để thay đổi màu hồng này. Sau khi mình thay đổi màu rồi thì mình tăng cái màu lên, đậm lên một tí này, được chưa? Và mình sẽ cho cái màu đấy sáng lên hoặc tối lên dựa vào cái lightness này các bạn nhé. Đấy, ví dụ mình chọn như thế. Hoặc cái màu da này, cái màu cam này. Để bây giờ mình không muốn cái màu da màu cam nữa, mình muốn màu da nó chuyển sang cái màu hồng hồng nó nhẹ nhàng đó đó. Thì mình kéo sang bên trái. Sau đấy thì mình giảm cái màu hồng đi hoặc tăng cái màu hồng này dựa vào cái thanh saturation này. Đấy, hoặc là mình muốn cái da nó sáng lên thì mình sẽ tăng cái lightness lên. Được chưa? Đấy là công cụ chỉnh sửa màu sắc. Đấy, hoặc màu vàng thì khi mình chọn màu vàng thì các bạn nhìn mái tóc của cô gái không ạ, thay vì bây giờ màu vàng mình chuyển qua cái màu xanh hoặc là mình chuyển qua cái màu đỏ được. được các bạn nhá. Bây giờ mình chuyển qua cái màu đỏ để cho bạn thấy. Sau khi mình chuyển qua cái màu đỏ rồi thì mình tăng cái màu đỏ lên, được chưa? Nó đậm hơn đúng không? Hoặc là mình giảm cái màu đó, chuyển sang tối hoặc là sáng cái màu tóc lên. Các bạn có thể hoàn toàn kiểm soát được cái màu sắc trong cái hình ảnh của các bạn dựa trên các cái kênh màu này. Chỉ cần bạn hiểu được rõ được là những cái kênh màu này nó làm việc theo nguyên lý nào thì các bạn có thể hoàn toàn làm chủ được. Ví dụ Hue là giúp các bạn thay đổi màu sắc, Saturation là tăng cái độ bão hòa của màu đậm nhạt, Lightness là giúp các bạn quản lý cái khu vực sáng tối của cái màu sắc đấy, được chưa? Ví dụ như bây giờ ok đúng không? Mình để như thế này để các bạn thấy rõ được là cái công cụ đấy hoạt động như thế nào. Tiếp theo là cái công cụ Effect các bạn nhé. Thì cái công cụ Effect này là những cái hiệu ứng. Đấy, nó sẽ cho các bạn rất nhiều các cái hiệu ứng khác nhau, giống như cái reset màu các bạn nhé. Các bạn có thể vào trong đây để tìm cho mình một cái reset màu hợp lý. Cái công cụ này nó khá là hay ở chỗ như thế này các bạn này. Ví dụ như các bạn chọn một cái màu sắc đâu, mình chọn một màu này. Tuy nhiên thì các bạn có thể apply cho nó bao nhiêu phần trăm cái màu này vào cái hình ảnh của các bạn dựa vào cái thanh công cụ này. Đấy, các bạn thấy chưa? Và các bạn có thể tạo chèn thêm các cái sắp mắt vào trong cái hình ảnh của các bạn. Ví dụ như bây giờ mình chọn cái hình này, sau đấy là mình dùng cái công cụ này để mình xóa cái khu vực mà mình không muốn apply cái màu đi, thì các bạn dùng cái công cụ này để các bạn xóa đi. Công cụ này nó rất là hay các bạn nhé. Nó sẽ giúp các bạn không lấy cái màu đấy cho một cái vùng nào đấy bằng cách chọn các cái vùng chọn hoặc là vẽ các vùng chọn. Cộng thêm cái này thì lúc nãy mình cũng đã hướng dẫn các bạn qua rồi, thêm bớt dùng cái quả vẽ bao nhiêu phần trăm để các bạn xóa một cách dễ dàng thôi, đúng không? Cái này rất là dễ. Ok, mình quay lại với cái effect. Thì trong effect nó có rất nhiều cái style khác nhau đấy. Các bạn có thể chọn các cái hiệu ứng này, trong đây rất là nhiều cái hiệu ứng, các bạn có thể tự mình chọn cho mình một cái hiệu ứng effect đó. Trong đây có fill, insta fill này, đấy, rồi cái effect, xin lỗi các bạn, rồi HDR này, đúng không? Các bạn có thể chọn các cái định dạng này để các bạn tạo cho nó một cái effect blue này, vignette này, đấy. Các bạn có thể chọn cái này, hoặc là các bạn có thể chọn glitch này, đấy, glitch là một cái hiệu ứng nó lệch màu, tạo một cái hiệu ứng khá là hay trong các cái video mà các bạn thường thấy trên cái các cái trang trên TikTok, đúng không? Đấy. Hoặc là hát tông là nó sẽ tạo cho các bạn các cái điểm chấm chấm. Các bạn nhìn thấy hình nghệ thuật đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi trong đây cũng có khá nhiều cái hiệu ứng khác, ví dụ màu sắc là một cái hiệu ứng khá hay giúp các bạn loại bỏ những cái khu vực mà các bạn không mong muốn. Ví dụ như có một đối tượng dư thừa nào đấy các bạn muốn xóa nhòe nó đi thì các bạn dùng cái công cụ này, được chưa? Trong đây còn nhiều cái hiệu ứng nữa các bạn nhé, ví dụ như splash này. Đấy. Splash thì các bạn có thể chọn cái màu để các bạn vẽ. Effect. Rồi cái effect thì chỉ là những hiệu ứng thôi các bạn nhé, hiệu ứng, và các bạn vào đây có thể tìm hiểu thêm. Tiếp theo là cái overlay là gì? Overlay là nó sẽ giúp các bạn là cái làm một cái hiệu ứng chồng ảnh dựa trên các cái blending mode các bạn nhé. Ví dụ như mình overlay một cái ánh sáng, mình chọn một cái hiệu ứng ánh sáng các bạn nhé. Đối với việc overlay thì mình sẽ mở một cái hình ảnh khác để làm ví dụ cho các bạn thấy rõ hơn. Ok, ví dụ như mình chọn hình này. Ok các bạn nhé, mình vào overlay, mình chọn light, mình chọn một cái hiệu ứng ánh sáng để mình overlay cho các bạn thấy. Ví dụ mình chọn hiệu ứng này, các bạn nhìn thấy chưa? Thì cái hiệu ứng này thì các bạn quay ra ngoài, overlay, light, ok, chưa? Các bạn chọn này, các bạn chỉnh sửa này, các bạn cứ xoay cái light đấy một góc bao nhiêu độ, hoặc lật ngang, lật trái, lật phải, tùy của các bạn nhé. Đấy. Các bạn có thể chọn cái chế độ blend. Ví dụ như các bạn chọn một cái hiệu ứng bên trong đây, xong đấy các bạn blend cho cái hình ảnh của các bạn. Ở đây mình xem có cái nào. Ví dụ các bạn chọn cái này và các bạn chọn cái độ ảnh hưởng của blend đấy. Các bạn chọn cái chế độ overlay này, hoặc là đây là các chế độ blending mode các bạn nhé. Overlay này, multiply này, screen này, highlight này, shotlight, nó chỉ cũng có một số thôi. Các bạn có thể vào trong đây để chọn một cái số kiểu ứng, hoặc là các bạn có thể chèn một cái hình ảnh mà trong thư viện của các bạn, đúng không? Ví dụ như trong thư viện của mình, của các bạn có một cái hình ảnh nào đấy mà các bạn muốn overlay cái tạo cái hiệu ứng cho các bạn, thì các bạn có thể sử dụng cái hình ảnh đấy để các bạn đưa vào, các bạn tạo hiệu ứng cho nó. Ví dụ mình đưa cái hình ảnh này, các bạn nhìn thấy chưa? Tông màu vàng này. Sau đấy mình chọn cái hiệu ứng overlay hoặc là những cái hiệu ứng khác để tạo cái chế độ hòa trộn cho cái hình ảnh của các bạn. Các bạn nên hiểu rõ đơn giản là chỉ như thế này này. Cái overlay này trong cái blend này là chế độ hòa trộn, được chưa? Trong cái Lightroom này tạo cái hiệu ứng ánh sáng, và trong cái run này là những cái texture các bạn nhé, những cái texture giúp các bạn có thể đưa vào để tạo cái hiệu ứng chồng ảnh lên. Các bạn thấy chưa? Và cái này tùy thuộc vào cái việc mà các bạn chọn cái độ opacity nhiều hay ít mà nó sẽ mờ rõ cái này. Các bạn có thể xoay lật cái texture đấy. Rồi cái scratch là những cái ánh sáng, những cái kiểu giống cũng gần như là texture các bạn nhé, kính vỡ rồi vân vân, nó kiểu như là texture thôi. Hoặc lens lay là những cái ánh sáng giống như cái tia sáng mặt trời. Các bạn có thể vào trong đây để lấy những cái lens lay để tạo những cái ánh sáng mặt trời giả, tia sáng mặt trời giả. Các bạn có thể nắm kéo cái lens lay này được này, hoặc là zoom lớn nhỏ cái lens lay này được các bạn nhé, xoay tùy thích của các bạn thôi. Ok, đấy là cái overlay. Tiếp theo là cái animation các bạn nhé. Cái animation này nó sẽ giúp các bạn làm tạo hiệu ứng ảnh động này. Bây giờ mình sẽ mở một cái ảnh khác lên để tạo hiệu ứng ảnh động cho các bạn thấy. Mình sẽ tìm một cái liên quan đến nước các bạn nhé, để mình tạo cái ảnh động cho các bạn thấy. Đây, ví dụ mình chọn cái hình ảnh này, được chưa? Mình sẽ chọn cái hình ảnh này để mình tạo cái hiệu ứng cho các bạn thấy. Các bạn chọn animation, các bạn chọn motion, các bạn vẽ lên trên này, các bạn chơi thì các bạn thấy không? Nó sẽ chạy cái điểm đấy cho các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó tạo hiệu ứng chuyển động, được chưa? Hoặc là khi các bạn không cần thiết nữa, các bạn bấm vào đây, các bạn xóa cái đường này đi. Đấy, các bạn chọn vẽ như thế này thì các bạn thấy là cái nước nó chuyển động. Các bạn có thể chọn cái freezer này, các bạn bôi cái khu vực mà nó không, các bạn không muốn nó chuyển động, tại vì khi các bạn kéo nó chuyển động, nó sẽ tự động nó chuyển động tất cả các cái khu vực trong cái hình ảnh của các bạn. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Thì các bạn có thể trừ cái vùng mà không chuyển động này ra thì những cái vùng nước khác nó sẽ chuyển động cho các bạn. Các bạn có thể chọn cái cỏ vẽ lớn hơn để các bạn làm việc nhanh hơn các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nó chỉ chuyển động cái vùng nước, còn cái vùng mà mình vừa loại bỏ nó không chuyển động nữa các bạn nhé. Các bạn có thể zoom lớn lên để có thể làm việc cái khu vực đấy là một cách dễ dàng hơn. Ví dụ khu vực này mình không cho này, được chưa? Mình bỏ, các bạn có thể rồi, được, ok. Ok các bạn nhé, còn cộng thêm này, khu vực này bỏ đi này, ok đúng không? Thì bây giờ các bạn chạy thì gần như chỉ có khu vực nước này nó mới chuyển động thôi, còn khu vực kia nó không chuyển động các bạn nhé. Hoặc là bây giờ các bạn vẽ thêm một cái trên bầu trời này, được chưa? Thì rồi các bạn bấm vào freezer để các bạn xóa cái khu vực bầu trời đấy đi, và lúc này cái bầu trời nó sẽ chuyển động các bạn nhé. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Bầu trời nó sẽ chuyển động. Thì đây là cái cách mà các bạn có thể sử dụng cái công cụ này để các bạn làm chuyển động cho hình tĩnh của các bạn. Ví dụ như suối chảy này, rồi mây trời trôi này, rồi nước chảy này, rồi vân vân. Các bạn có thể dùng công cụ này. Ví dụ như bây giờ các bạn cái tốc độ này nó đang chạy khá là êm ả nhẹ đó, các bạn có thể chọn cái tốc độ mạnh hơn tí nữa để nó chuyển động nhanh hơn, hoặc các bạn có thể chuyển động chậm hơn nữa dựa vào cái speed này các bạn nhé. Thì các bạn có thể dùng cái công cụ này để các bạn giúp chuyển động. Hoặc là bây giờ mình sẽ làm chuyển động cho các bạn thấy là mình dùng cái công cụ là ăn cho, mình chấm ở đây để làm chuyển động. Đây các bạn nhìn đây, những cái điểm này để làm chuyển động. Ok, thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái animation làm chuyển động. Là tiếp theo là cái Deep person các bạn nhé. Cái Deep person này làm gì? Cái Deep person này nó sẽ giúp các bạn chỉnh sửa, làm chuyển động tan biến này. Thì cái công cụ này ở trên cái, để mình nhớ lại như đâu nó có ở trong PicsArt các bạn nhé. Ở trong PicsArt nó công cụ này nó làm cái hiệu ứng chuyển động. Thì bây giờ mình sẽ tìm một cái hình ảnh để làm cái ok, mình sẽ tìm một cái hình ảnh chuyển động để mình làm tan hiệu ứng tan biến cho các bạn thấy. Ví dụ như mình gõ một cái chữ run này, ok đúng không? Thì mình sẽ tìm một cái hình ảnh chạy để nó tan biến. Mình sẽ lấy cái hình ảnh ban đầu đây, trên đây có một cái hình nó cũng khá là ok. Ok, mình sẽ lấy hình này các bạn nhé. Đây, mình làm cái hiệu ứng dispersion cho các bạn thấy. Ví dụ như bây giờ mình có một cái chàng trai này đang bước nhảy đúng không? Mình sẽ sử dụng cái công cụ dispersion này. Cái công cụ dispersion này thì các bạn chỉ cần vẽ lên cái khu vực mà nó sẽ tan biến thôi. Ví dụ như mình vẽ cái khu vực này. Ok, sau khi xong thì các bạn next thôi, đúng không? Thì các bạn next thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng. Lúc này các bạn sẽ chỉnh sửa cái hiệu ứng đấy. Các bạn chọn một cái hình shape mà nó sẽ tạo cái hiệu ứng tan biến ra ngoài. Ví dụ cái hình này, hình ngôi sao, hình chấm tròn vân vân, hình chiếc lá. Ở đây, cái định dạng mà cái hình ảnh nó tan biến ra bên ngoài các bạn nhé. Thì các bạn có thể chọn một trong số cái hình này. Ví dụ mình chọn cái hình này đi, hình chiếc lá đi. Hình này. Ok, mình chọn hình này. Sau đấy thì các bạn chọn size này. Các bạn có thể chọn size lớn hay nhỏ. Các bạn chọn size càng nhỏ thì nó tan biến càng đẹp các bạn nhé. Tiếp theo là cái direction, là cái hướng mà cái hiệu ứng nó tan biến. Các bạn cho nó tan biến ra phía sau này. Cho cái size lớn một tí nữa này. Ok. Và cái mode. Cái mode là nó sẽ giúp các bạn thay đổi cái hiệu ứng tan biến đấy. Đây có 3 cái định dạng, các bạn có thể chọn một trong số cái định dạng này. Mình cứ để split các bạn nhé. Hoặc là cái stretch này. Stretch này nó sẽ giúp các bạn cái hiệu ứng này nó tan biến bay ít hay nhiều. Được chưa? Ví dụ như mình chọn nó bay như thế này. Vừa phải thôi. Ok. Thì các bạn thấy chưa? Đây là cái, hoặc là cái fade này. Nó sẽ giúp các bạn cái hiệu ứng tan biến ít hay nhiều, mờ hay ảo đúng không? Đấy, các bạn có thể để mặc định cái animation này. Các bạn có thể kéo để nó chuyển động nhanh hoặc chuyển động chậm. Được chưa? Cái này khá là hay. Các bạn có thể sử dụng cái công cụ này để tạo những cái hình động cho các bạn. Đó. Rồi ok. Sau khi xong rồi thì các bạn check như này. Các bạn xuất. Ở đây nó sẽ hỏi các bạn xuất định dạng video hay hình gif, thì các bạn bấm vào đây. Khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị 2 cái định dạng cho các bạn xuất. Thứ nhất là video, thứ hai là GIF. Video thì nó có các cái định dạng chuẩn như 16:9:11, cái tỷ lệ 16:9:11, 43:9:16 các bạn nha. Và cái chất lượng khá là cao các bạn. Chất lượng ở đây nó cho xuất cái định dạng tận 2K hoặc 4K. Cái này khá là hay này. Mình thấy rất là ok. Hoặc là cái thời gian mà các bạn xuất ra. Đối với những hình động này là nó có sự lặp đi lặp lại, vì thế các bạn không nên chọn cái thời gian dài. Chọn mặc định ví dụ 8 giây thôi, các bạn xuất ra thì nó sẽ lặp đi lặp lại trong vòng 8 giây đó cho các bạn. Được chưa? Đấy là cái cách mà các bạn xuất cái định dạng này ra. Đấy, đây mình không xuất tại vì nó rất tốn thời gian nên mình không xuất các bạn nhé. Đấy là cái cách mà các bạn có thể sử dụng cái công cụ Dispersion. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái công cụ còn lại. Cái app này rất nhiều và rất là hay, cho nên là cái thời gian nó rất là lâu, và hy vọng là mình sẽ làm nhanh để cho các bạn hiểu rõ được những vấn đề. Bây giờ mình sẽ quay lại, mình mở một cái hình chân dung các bạn nhé. Mình mở một cái hình chân dung đi để mình chỉnh sửa, mình hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh sửa. Rồi ok, mình sẽ chuyển qua portrait. Portrait là liên quan đến hình chân dung các bạn nhé. Thứ nhất là cái face smooth này. Khi các bạn bấm vào đây tự động nó sẽ làm đẹp cái mặt của các bạn một cách tự động, từ da đến chỉ nốt ruồi vân vân. Được chưa? Tiếp theo là cái skin monster này, nó sẽ giúp các bạn làm mịn cái da của các bạn bằng việc các bạn bấm vào đây các bạn xóa thì nó sẽ làm mịn cho cái da của các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Xóa làm mịn cái da của các bạn. Đây, xóa làm mịn. Tiếp theo là cái face up. Cái face up nó sẽ giúp các bạn điều chỉnh lại cái khuôn mặt của các bạn, kiểu giống như thế, bóp lại, bóp nhỏ hoặc là kéo lớn này các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Kéo lớn này, và các bạn bóp cái nhỏ cái mặt của các bạn hai bên. Đấy là cái face up, hoặc là cái red eye thì nó sẽ giúp các bạn xử cái khử cái mắt đỏ khi các bạn chụp ảnh mà không may bị lỗi mắt đỏ thì các bạn có thể sử dụng cụ này các bạn khử đi. Được chưa? Đây là cái portrait tool. Tiếp theo là cái text. Text này nó giúp các bạn gõ chèn thêm một cái đoạn text. Thì các bạn bấm chèn đoạn text thì nó sẽ hiển thị lên đây. Các bạn gõ cái đoạn text mà các bạn mong muốn. Ví dụ mình gõ chữ Mr. Đại. Ok. Thì mình đã có một cái chữ Mr. Đại đây. Thì cái chữ này các bạn có thể làm gì với chữ? Thứ nhất là bạn có thể chế độ bold này hoặc italic. Đối với những cái công cụ khác thì cái tính năng này mình gần như là không thấy. Đây là công cụ khá hay, nó giúp các bạn chọn cái chế độ bold hoặc italic, in nghiêng in đậm cho cái chữ của các bạn. Hoặc các bạn có thể kênh trái, kênh giữa, kênh phải này, được chưa? Hoặc là các bạn có thể chọn cái font chữ cho cái thiết kế của các bạn. Ở đây có một số cái font các bạn có thể tùy chọn, hoặc các bạn có thể download về cái font mà chưa có, được chưa? Mình để default các bạn nhé. Format vừa giới thiệu với các bạn rồi. Hoặc là cái gradient này các bạn sẽ tô màu gradient cho cái hình ảnh của các bạn. Các bạn chọn cái màu thứ nhất. Gradient là cái dải màu di chuyển, nó chuyển từ hai màu trở lên các bạn nhé. Các bạn chọn cái màu thứ nhất này, được chưa? Sau đấy thì các bạn chọn cái màu thứ hai để các bạn tô gradient cho cái chữ của các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cái cách tô cái chữ màu gradient. Cái thứ ba là cái filter. Filter đó bạn chọn một cái màu mà đơn sắc hoặc là màu gradient mà có sẵn trong đây. Các bạn có hoàn toàn có thể tự mình khám phá thêm. Tiếp theo là cái border, là cái đường biên cho cái chữ các bạn nhé. Shadow là cái bóng đổ cho cái chữ. Các bạn có thể chọn cái bóng đổ tùy thích của các bạn. Rồi vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái text tool. Tiếp theo là pen tool. Thì cái pen tool này nó sẽ giúp các bạn vẽ các cái đường line, giống như một cái bút. Các bạn có thể vẽ những cái đường này lên trên cái đối tượng của các bạn. Đấy, các bạn có thể chọn các cái dạng line khác nhau. Ví dụ line phát sáng neon này, hoặc là cái line nét đứt này. Đấy, ở đây cũng có khá nhiều. Và các bạn chọn màu. Ví dụ như các bạn chọn màu này. Đấy, được chưa? Các bạn chọn màu, chọn một cái style. Đó. Hoặc là các bạn có thể xóa đi. Và các bạn có thể chọn cái size của cái quả vẽ để các bạn vẽ. Cái này đôi khi các bạn cũng làm cũng rất là hay. Có một số cái vấn đề, ví dụ như các bạn vẽ cái hiệu ứng nhảy flat mode hay là cái gì đấy, thì các bạn chọn một cái neon size để các bạn vẽ, đúng không? Đấy thì cái pen tool chỉ có thế thôi. Thì còn cái cut out lúc nãy mình hướng dẫn các bạn rồi, đúng không? Các bạn sẽ chọn cái này, các bạn vẽ lên cái đối tượng. Sau đấy thì nó sẽ chọn gần như là tự động liên quan đến cái vùng mà các bạn đấy. Sau khi xong ok rồi thì các bạn có thể bấm cái cut để cắt cái đối tượng ra khỏi cái nền của các bạn. Cái này nó làm gần như là tự động, rất là dễ đó. Tiếp theo là cái Add Image các bạn nhé. Thì đối với cái Add Image này thì ví dụ như mình add một cái hình ảnh này vào để mình tiến hành blend cái nghệ thuật kiểu như trồng ảnh. Các bạn mình chọn cái này, sau đấy thì mình chọn bên cái blending mode các bạn nhé. Bạn chọn Blending Mode. Bạn chọn một cái hiệu ứng nào đấy. Đấy, ví dụ mình chọn Shotline hoặc là Multiply. Ví dụ như mình chọn Multiply, mình chọn opacity nó hạ thấp xuống một tí nữa. Thì lúc này các bạn nhìn thấy là đây là cái cách mà làm việc của cái Add Image. Nó sẽ đưa hình ảnh vào để giúp các bạn chỉnh sửa, cắt hay ghép hoặc tạo cái frame để trồng ảnh hoặc là làm một cái vấn đề gì đấy, đúng không ạ? Đấy, ở trong này nó có các công cụ ví dụ như cắt này hoặc adjustment, lúc nãy mình đã hướng dẫn các bạn rồi, chỉnh sửa cái hình ảnh mà các bạn mới đưa vào, đúng không? Hoặc các cái lúc các bạn tạo cái hiệu ứng cho cái hình ảnh của các bạn nhìn thấy chưa? Tạo cái hiệu ứng rồi sau đấy thì các bạn mới tiến hành cái trồng ảnh, được chưa? Đấy, Blending Mode, Cut Out, cái này mình đã hướng dẫn các bạn hết rồi, đúng không? Đấy, đây là cái cách mà các bạn có thể đưa cái hình ảnh vào Add Image. Và tiếp theo là cái frame send, cái frame send này các bạn này. Frame send này nó tạo cái khung ảnh cho các bạn nhìn thấy chưa? Ở đây nó sẽ tạo khung ảnh ở nhiều cái định dạng khung ảnh khác nhau, các bạn có thể tự mình khám phá thêm. Hoặc là cái cảnh. Cái cảnh thì cái sen này giống như là một cái mock up các bạn nhé. Khi các bạn có một cái mock up thì các bạn, nó sẽ tự động add cái hình ảnh của các bạn vào cái mock up đấy. Ví dụ như cái bảng quảng cáo này, hoặc là tờ báo này, hoặc là cái sân khấu này, hoặc là cái đĩa hay cái gì đấy. Ở đây có một số cái template các bạn có thể tự mình khám phá thêm. Đấy là cái sen. Tiếp theo là cái sticker. Sticker là những cái icon các bạn add vào trong cái hình ảnh của các bạn. Tuy nhiên thì cái icon này có sẵn ở đây nó cũng không được nhiều, và để các bạn muốn tìm thêm những cái icon thì các bạn có thể vào trong cái chợ của cái này để các bạn tải về. Cái này các bạn nhé, các bạn vào trong đây để các bạn tải về này. Các bạn phải kết nối mạng và mua tài khoản thì các bạn thể tải miễn phí về các cái icon này, đúng không? Nó tải hơi lâu nên mình không có tải được. Ở đây có một số cái icon các bạn có thể tự tìm kiếm và tham khảo thêm. Đấy rồi. Đấy là cái vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn tất cả các thành công cụ và các cái tính năng của cái app này để giúp các bạn có thể nắm vững được các thành công cụ và làm việc một cách dễ dàng nhất. Bây giờ mình sẽ ra ngoài, mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái phần còn lại của cái app này. Đấy là gì? Đấy là cái Collab này, các bạn nhìn thấy cái Collab chưa? Ở đây tất cả mình giới thiệu, đúng không? Remove Object là cái xóa nền này, Double là cái trồng thêm ảnh để các bạn đưa thêm ảnh và tạo hiệu ứng này, Dispersion Effect là tạo hiệu ứng tan biến này, đúng không? Animal là tạo cái hiệu ứng nước chảy rồi khói bay và mây bay, vân vân. Rồi các bộ lọc filter, Cut Out là cái tách nền ra này, đúng không? Đấy, tất cả mình đã hướng dẫn hết rồi, mình chỉ giới thiệu các bạn sơ qua vào một cái tab đó là Collect. Thì Collect nó để làm gì? Nó sẽ giúp các bạn đưa các cái hình ảnh của các bạn tạo một cái frame. Ví dụ như mình có một số cái frame như thế này, một số cái hình ảnh như thế này, được chưa? Sau đấy thì mình check nó. Thì vào trong này thì mình sẽ tạo các cái định dạng frame khác nhau. Các bạn nhìn thấy trong đây có rất nhiều cái thư viện cái frame này, các bạn có thể vào trong đây để các bạn tìm cho mình một cái frame để các bạn đưa hình ảnh vào. Ví dụ mình chọn cái frame này, được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Thì những cái hình ảnh mình sẽ đưa vào trong này để tạo một cái frame đó. Đây giống một cái template để giúp các bạn upload lên trên các trang mạng xã hội thôi. Ok đó. Và chỉ có thế thôi. Thì cái bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh YouTube của mình thì các bạn có thể nhấn subscribe để theo dõi thêm nhiều cái video hay hơn nữa về cái kiến thức thiết kế đồ họa và chỉnh ảnh, biên tập ảnh video trên các thiết bị di động. Xin chào và chúc các bạn thành công.